Và Fastcase xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn điểm nhanh qua việc mà thay pin của một chiếc điện thoại Realme 6 Pro. Điện thoại đã trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Và vì vậy, đặc biệt đối với các bạn nào mà đang chạy nhiều ứng dụng hoặc là chơi game ấy, thì thời lượng pin sử dụng sẽ giảm dần trong quá trình mà chúng ta sử dụng khoảng từ 1 đến 2 năm. Vậy câu hỏi của mình đặt ra là khi nào các bạn cần phải thay điện thoại? Dấu hiệu đầu tiên đó chính là việc thời lượng pin sử dụng giảm đáng kể. Điện thoại của các bạn đang sử dụng ấy, thì nhiều khi khoảng tầm bữa trước ấy, ngày trước nếu các bạn mua điện thoại thì dùng khoảng tầm 6 tiếng on screen liên tục. Còn bây giờ thì các bạn chỉ dùng được khoảng tầm 3 tiếng thôi. Thì đây chính là một cái dấu hiệu mà các bạn cần phải thay pin. Yếu tố thứ hai mà nhận biết đó chính là việc điện thoại của chúng ta nóng lên khá là nhanh và cũng như là thời gian sạc ấy cũng đòi hỏi nhiều hơn. Thì việc này cũng khiến cho các bạn phải suy nghĩ xem là chúng ta có cần phải thay pin hay không. Tại Fastcase, quá trình thay pin của điện thoại Realme 6 Pro được thực hiện trong vòng 15 phút với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Sau khi thay pin mới, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt đáng kể về thời lượng pin sử dụng. Bạn sẽ không cần phải lo lắng và gián đoạn về công việc của mình bởi lý do là pin yếu nữa. Bên cạnh đó thì tại Fastcase, mỗi lần sửa chữa bạn cũng sẽ được bảo hành trong vòng 6 tháng kể từ ngày sửa. Và các bạn cũng có thể yên tâm sử dụng sản phẩm của mình trong khoảng thời gian này. Ngoài ra thì bên mình cũng sẽ lựa chọn pin linh kiện với chất lượng tốt nhất, tức là linh kiện loại A. Ở trên thị trường thì có rất là nhiều loại, thậm chí có loại B, loại C. Tuy nhiên thì bên mình sẽ không bao giờ lựa chọn những loại B, loại C đó. Bây giờ thì bạn kỹ thuật viên cũng đã tiến hành thay xong viên pin mới cho cái chiếc máy Realme 6 Pro này rồi. Chỉ cần dán cho em nó những cái phần cáp kết nối và cũng như là lắp lại hết toàn bộ những con ốc để có thể cố định được cái phần khung viền này. Bây giờ hãy cùng mình để chờ đợi một chút khi mà kỹ thuật viên hoàn thành hết quá trình thay pin nhé. Và đây chính là viên pin cũ của chiếc máy, các bạn hoàn toàn có thể cầm về để có thể sưu tập. Tuy nhiên thì cũng cẩn thận một chút nhé. Những công đoạn cuối cùng của việc thay pin của chiếc điện thoại Realme 6 Pro cũng đã gần hoàn thành rồi. Bây giờ thì bạn kỹ thuật viên chỉ cần lắp lại cái phần mặt lưng và cũng như là vệ sinh lại cái phần khung viền và keo của chiếc máy nữa là xong. Và đó là quá trình thay pin cho chiếc điện thoại Realme 6 Pro tại Fastcase với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp và trang thiết bị hiện đại. Rồi, nếu các bạn thấy clip hay và hữu ích thì đừng quên like, share cũng như subscribe nhé.